Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 là Thánh Louis Gonzaga, tiến sĩ lễ nhớ. Thứ tư tuần thứ 11 thường niên. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu hoặc miễn cưỡng. Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc, để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức. Như đã chép rằng, người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của người sẽ tồn tại muôn đời. Đấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy và sẽ làm phát triển hao quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề để thi hành mọi việc bác ái. Qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Phúc đức thay người tôn sơ Chúa. Phúc đức thay người tôn sơ Chúa. Người hết lòng hâm mộ luật pháp của Ngài. Con cháu ngươi sẽ hùng cường trong đất nước. Thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. Phúc đức thay người tôn sơ Chúa. Trong nhà người có tài sản phú quý và lòng quảng đại người còn mãi muôn đời. Trong u tôi người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ lòng ngay. Người nhân hậu, từ bi và công chính. Phúc đức thay người tôn sơ Chúa. Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo. Lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, dần người được ngẩng lên trong vinh quang. Phúc đức thay người tôn sơ Chúa. Alleluia, Alleluia. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc công bố thí được giữ kín. Và cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn. Và cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa thông biết tất cả. Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Matthew chương 6 câu 4. Suy niệm, biết con không ai bằng cha mẹ. Điều đó lại càng đúng đối với Thiên Chúa, đấng tạo thành chúng ta. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Thánh Vịnh chương 32 câu 15. Thiên Chúa thấu suốt tất cả, Ngài nhìn thấy rõ cả những ý tưởng sâu kín trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, các việc lành nếu chỉ làm cốt để cho thiên hạ thấy sẽ là những hình thức đạo đức giả. Trái lại, làm việc lành cách kín đáo tế nhị với tâm tình yêu thương chỉ dành riêng cho Chúa, đấng thấu suốt nơi kín ẩn, biết và thưởng công. Đó chính là cách để biểu lộ tình yêu chân thành của người con cái đối với cha trên trời. Mời bạn, hãy nhớ rằng Chúa đang nhìn mình với ánh mắt yêu thương. Chúng ta luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, kiên quyết từ bỏ ngay những ý nghĩ, lời nói, việc làm đi ngược lại với lòng mến Chúa yêu người. Mời bạn kiểm điểm, khi tôi đảm nhận một việc bị coi là hèn mọn, hay khi tôi hoàn thành một việc tốt mà không được nhận biết, khen thưởng, tâm trạng của tôi thế nào, vui vẻ hay buồn bực. Những lúc đó hãy đọc lại Thánh Vịnh 138 để cảm nhận được Chúa vẫn nhìn thấy và chăm sóc bạn. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt lên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Sống lời Chúa, yêu thích làm việc thiện cách tế nhị kín đáo. Cầu nguyện, lạy Cha nhân ái, Cha biết rõ lòng con xin phó thác đời con trong tay Cha. Xin cho con luôn biết sống dưới cái nhìn yêu thương của Cha, để con luôn làm đẹp ý Cha. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Cristoforo Colombo, người đã khám phá ra châu Mỹ vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 15, có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi cách đặc biệt. Trước mọi hoạt động, ông đều kêu cầu Chúa Ba Ngôi, cũng như ông luôn khởi đầu những gì mình viết bằng dòng chữ nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Lần kia khi Colombo trình bày về thuyết trái đất tròn trước một nhóm học giả được gọi là Hội đồng Salamanca, một tổ chức quy tụ những nhà khoa học và thần học danh tiếng nhất thời bấy giờ, ông đã khởi đầu như sau: Hôm nay tôi được hân hạnh đứng trước mặt các ngài nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, vì Hoàng đế đã truyền lệnh cho tôi để trình lên sự khôn ngoan của quý vị một dự án mà tôi xác tín là Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi Thiên Chúa đã gợi hứng cho tôi. Trong cuộc hành trình thứ ba của ông khởi hành năm 1948, Colombo đã thề hứa sẽ hiến dâng cho Chúa Ba Ngôi phần đất nào ông khám phá ra đầu tiên. Vì thế, hòn đảo ông đặt chân xuống đầu tiên trong cuộc hành trình thám hiểm tầng thế giới ấy cho đến nay vẫn được gọi là Trinidad, tức là Chúa Ba Ngôi. Trong suốt cuộc đời, người Kitô hữu chúng ta luôn kinh nghiệm sự gần gũi của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lúc vừa mở mắt chào đời, chúng ta được nhận lãnh phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi. Trong suốt ngày sống, chúng ta thường ghi dấu thánh giá trên mình với lời chúc tụng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cũng như mỗi lần chúng ta dùng bữa, hay khi khởi đầu mỗi sinh hoạt, cộng vào đấy mỗi lần chúng ta vấp ngã và khiêm nhượng đi xưng thú những lỗi lầm trong tòa cáo giải, chúng ta được giao hòa lại với Thiên Chúa và cộng đoàn nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng nhân danh người, các đôi trai gái yêu nhau được nối kết để chung sống đời hôn nhân, rồi cả các vị nhân cũng được ban ơn sức mạnh nhờ danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để khi nhắm mắt xuôi tay, các Kitô hữu chúng ta cũng được tiễn đưa vào cuộc sống đời sau và được chôn cất nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mặt khác,
Chúa Ba Ngôi cũng là trung tâm và mục đích mọi hoạt động của những kẻ tin kính người. Bởi thế, chúng ta thường kết thúc nhiều kinh và những sinh hoạt bằng câu sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Bài trích sách lẽ sống.